Ngày giám trai là ngày đó là sứ giả của sứ giả của chùa, sứ giả của chùa này. Ngày giám trai là sứ giả của tổ hay là của sứ giả của Phật? Là sứ giả của Phật. Sứ giả của chùa. Dạ. Sứ giả của Phật nhưng mà ông ở chùa để ông để hộ trì, hộ trì cho mọi người luôn. Ở chùa cũng lâu năm lắm phải không? Chùa này có năm 1780, 270 năm. Vậy là gần 300 năm. Trước cách trước năm 17 năm có thằng đệ tử này nó ở Sài Gòn mà nó bảo kê cho cái quán bar. Dạ. Rồi là tự nhiên để nó khách nó cùng nó đi bảy bả nó đi cái chùa này. Cái chùa này ở đây bữa đó bữa đang làm dẫn nhập tên chạy chụp luôn làm nhập viên à. Rồi tôi cũng nhập tên nó làm được lắm, người chứ nó là đây còn nhớ ra rồi, còn trước đó là con là con cọp à. Còn sư ông nó là tiêu nhà thấy chú nguyện con cho nên con mới thành người. Con thành người từ trường đó con mới tìm gặp sư, tìm được sư lâu quá thì nay con mới gặp. Nó có nói là cái chú đó là tới đây lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Thì cái cái chùa mình ở đây á, là ngày xưa cái gốc á, là khi mà mình thật... chùa mình đó là dạ chùa mình lúc ông văn tài nhập về lên hoàn thắng dạ nhập về nói sao mình kêu chùa Di Đà. Dạ. Cái tôi nói tôi không biết đó. Di Đà có nghĩa là mà Phật Di Đà. Dạ. Nhưng mà có Di Đà cổ tử, nhưng mà Di Đà cổ tử chứ không phải là cổ tử. Xưa chùa này có ông tu mà để tóc dài mà không cạo tóc. Cái rồi sau ông xin xuống tóc mà không xuống nữa, buồn quá ông thắt cổ ông chết. Dạ. Thắt cổ chết thì dân làng thấy mình chặt đầu, cái mình đã thôi xong. Với cái đầu chung được cái người tội mà sao cái đầu thành hỗn sợ thành quỷ, nó luôn cũng thành quỷ bay tới bay đi ba thành ba hồn à. Dạ. Cũng là cái đầu cũng hết là cái chỗ đó có ba cô chú ở Sài Gòn lên dồn nhau nói nhau. Cái rồi nó nói gì nói tôi nó tính mình nói chuyện rồi chơi thôi mà khi tôi lại nói chuyện nó bây giờ thì thầy có cái gì cũng vậy mình có đào thầy đang thấy gì tầm bây giờ bị vô giải đen hai cái áo mà áo cái lấy hình rôn bó hình rôn đặt lấy áo mặc vào. Rồi kêu sư phụ tôi lên, sư phụ tôi lên kéo mày, kéo mày tới để hỏi đưa cho họ nó đi. Tôi tự hỏi nó. Thế rồi sau cái bữa đó, nói cũng hôm nay đạt khoảng 2 giờ. Mà quý vị đã hy sinh rồi, giờ phải nghe tôi nói tất cả các pháp đều vô thường, cái gì thật thể đâu. Mà quý vị buồn mà không ai dẫn được nên quý vị muốn hỏi lắm. Bây giờ để tôi đưa quý vị về khỏi Tây Phương, để khỏi Tây Phương tu hành tất cả xong rồi thái chí sẽ phải đi lọc như thế. Chứ bây giờ quý vị ở đây khổ mà không hiểu được khổ. Người ta biết được mình không giải quyết được cũng khổ. Bây giờ nghe là tôi nghĩ gì tôi biến hình cho ngài, cho ngài thân thể làm già,
rồi nó là ngày hướng về phương tây sống về về cỡ tây phương về ngày về đó ngày đó thì một trăm rồi cái gì tốt thật đã hình khẩu khẩu biến thành hình người, những người đầu cắt vô cắt vô hình người xong nó rồi nó thôi bây giờ ví dụ ở thành hình đầy đủ đàng hoàng rồi bây giờ mình xuống về tây miền tây thì cái tấm điểm gì đó thì mình thơ hướng điểm cái tấm mình đi đi về ra tu hành đầu cái mình đứng tay cũng đứng thẳng cũng đứng tay bạn đi chỉ đi chỉ đi từ đó bắt đầu nó sau khi văn thánh này ngày về về đó nhưng mà ngày giữ tay ơn nó thôi tới tờ được đi tới gì được dạ ngày giảng trai là sứ giả của tổ hay là của sứ giả của Phật? Sứ giả của Phật. Dạ. Sứ giả của chùa. Dạ. Sứ giả của Phật nhưng mà ông ở chùa để ông để hộ trì, hộ trì cho mọi người luôn. Vậy là cái gốc của chùa mà là ngày xưa lúc mới thành lập đây là sư có nắm được chưa? Tại vì nó còn rất là cổ rồi, năm 1701 rồi tới. Nắm những cái chẳng hạn như là như cái ông thầy ở Đức Quang thầy ở đây á, ảnh thầy ta ảnh mà quê ra Cần Thơ, ông ở cứ tu xong rồi ảnh mới bỏ ông đi, yeah. Đi rồi cái chùa ông tâm mới tỉnh tôi về, nên tôi là hạnh á, nên tỉnh tôi về đây, tỉnh tôi về đây ảnh mới cho tôi 10 ký gạo, rồi ông chở hết qua về đây, rồi tôi ở đây tới đó tới giờ, thì ổng nói thăm ổng đi rồi chứ ổng về ổng thăm thăm cái ổng nói tôi hỏi ổng chứ thầy đây sao thầy bỏ tôi đi nó sợ tôi thầy đâu biết ở đây đói khát quá không ai kiếm kiếm vậy tôi khổ quá tôi bên đi chứ là thứ này tấu thì ngủ đông nó tấu thì xuống thầm này ở đây sau thì cũ ghế cũ trong đó cái hỏi chứ sao không dám ngủ ngủ trong kia tấu cái đầu ổng đó cái đầu thầm cứ tóc cũ mặt tôi tôi dán quá tôi chạy ra hồi này dán hồi này dán hồi này cái đầu sắp tới nữa tôi sợ quá tôi qua dán hồi này cái đầu cũng phải tới nữa dạ tôi như là em chấm tay tôi nói ngày tôi hổ với con với anh chị rồi đi bỏ ngày đó đi ngày tôi hổ con chứ ông trở đầu trở lại cái ông ở được thì sao mà ta không tính đói không gặp đi dạ cái chùa mà nó nằm trong khu này nó cũng cũng có khu sâu nó vắng vẻ đâm ra nhiều người người ta không biết thì con cũng hy vọng là hôm nay có duyên thì con ghé con cũng thọ pháp của sư rồi cũng giới thiệu đến mọi người thì có nhiều vị người ta biết người ta sẽ đến là viếng người ta thăm chùa như tôi trước đây tôi ta hỏi cái sao mà 49 tuổi mới đi tu làm sao không đi tu trẻ thì tới 49 tuổi tu chắc là chán đời hay là mà bị vợ bỏ hay sao mà đi tu dạ tôi là ta hỏi nhiều lắm tôi mới nói mình mong phẩm vắng chiều tà tìm ai đi nhiễm căn nhà tôi lên xa xa thấp thoáng bần bền truyền con đi chiếc lên trên sân đồng gió hương nước nước còn ngăn ngặt gió trên cây cây phải tung tung nói chung chắn những loại vô tình vẫn còn vận động duy trình thời gian muốn chia trẻ đeo mang nhiệt huyết buông trong tim tha thiết yêu đời ở đâu là trẻ chơi dây ở đâu là trẻ đơn thôi một mình vì cũng bởi tình thương rạng loại nếu tình riêng lo lấy việc chung trải tình thương ra khắp cầm cầm chứ đâu chỉ biết sống tâm gia đình chú còn biết yêu thương đồng loại chú còn thương cổng chúng tha con chú chi người đầy đủ chi khôn ta lại nở lớn dần trở dài anh kẻ khác nuôi thân sao phải khi sắp thân và trái đạo đi những đoàn tụ mà cứ rẽ thân như bị thú dắt sắp dành bên rễ những đến nơi mà đau tất giả sợ nhận ai đền trả nghiệp dây ta muốn yêu hãy để chúng yêu ta muốn sống chớ chiêu đến vợ biết chúng nó mà mong mình bị ngã thì nghĩ xem có lạ hay không mình sợ đau mà cắt cổ nhổ lông nếu đổ là nó đau không muốn biết đây là những tiếng lòng tha thiết của lòng căng hơn thiệt tỏ bài đó là những lòng của mình như vậy chứ không phải vì tình yêu vì lẽ nào còn đỡ không à. Sư nói chung là cũng giác ngộ từ nhỏ rồi nhưng mà nó có nhiều khi ở cái nghiệp của ở đời mình còn phải trả không sư? Nghiệp đời phải trả. Giống như Đức Phật Thích Ca đó là phải đến bao nhiêu tuổi rồi Đức Phật mới xuất gia.
ngày 19 tuổi, ngày 19 tuổi ngày lập gia đình, xong rồi có đẻ đứa con xong rồi ngày đi. Dạ. Nghĩa là ngày vẫn lập gia đình rồi có non xong là mới xuất gia, mới đi tìm đạo. Ngày lập gia đình rồi ông vua cha biết ông thế nào cũng đi tu cho nên lập bốn cái cung. Dạ. Bốn cung sinh mà hả mà có người đông mỗi cũng người có 50 tỷ nữ để mà cai trị để mà giúp đưa cho nè. Dạ. Có một số vị là người ta ta thấy giống như sư An Lạc Hạnh mình đó, thậm chí có một số sư thầy khác thì mình vừa tu nhưng mà mình lại vừa cái gọi là cứu đời đó. Mình chữa bệnh rồi thậm chí là cái đạo với đời là nó đi đôi với nhau. Thì có một số vị nói là do cái thiện ý của ta thôi, nhưng mà người ta nói là như vậy là mình những cái sư thầy đó là tu không đúng pháp Phật đó. Thì cái vấn đề này thì theo ý sư thì như thế nào? Theo ý tôi á thì tôi không có ý kiến. Dạ. Bởi vì mỗi người có một ý riêng. Dạ. Mỗi người có một cái hành động riêng. Dạ. Cho nên nó là tôi không dám chỉ trích ai mà cũng không dám nói về ai. Dạ. Mà chỉ nghĩ về mình thôi. Dạ. Cái nào mình phải làm được mình làm, không được thì thôi. Dạ. Thì theo con á thì con cũng thấy rằng á hiện nay á thì rất nhiều người ta bị bệnh tật rồi những cái chúng sinh rồi thậm chí cái phần âm nữa, thì cái người tu thì không những mà tu không thì cũng phải giúp đỡ lại đó, cho những cái chúng sanh ở đây. Thì cái việc cái người ta tu thì người ta phải làm những cái việc có liên quan đến đời, thậm chí mà ở cái pháp luật của Việt Nam thì mình cũng phải chấp hành cái pháp luật của Việt Nam. Thậm chí khi dân mình đối khổ thì mình cũng phải ra mình giúp, đồng bào bị lũ lụt rồi nọ mình cũng phải vận động rồi giúp đỡ cho người nghèo rồi giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì cá nhân con nhận thấy là có những cái vị tu mà người ta vừa tu nhưng mà người ta vừa đã giúp đời đó, thì cũng cho rằng cái này là cái cũng thế cơ thế lý giống như thầy An Lạc Hạnh nói đó. Thì qua đây thì cũng có một cái chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt là những người mà còn hay phân biệt là đạo này đạo kia, là phải là chính kiến tà kiến. Thì cá nhân con đó thì con cũng có một cái quan niệm là không riêng gì cái đạo Phật, mà bất cứ cái đạo nào cũng vậy, vị tu nào cũng vậy. Ngoài cái việc người ta tu thì người ta đã làm một cái mang cái xác thân con người rồi, mà đã ở trên một đất nước rồi, thì người ta cũng phải có cái chuyện mà vừa tu mà vừa giúp đời, giống như nhà nước mình hay dùng cái từ là tu là tốt đời đẹp đạo. Theo quan niệm của con là vậy. Chung ra làm người á, làm người đã khó rồi. Dạ. Mà làm người tu càng khó. Dạ. Mà tu để cho đạt được á thì càng khó hơn. Dạ. Cho nên Đức Phật có dạy một nguyền lễ kính Như Lai, hai nguyền xin tán công dày Thế Tôn, ba nguyền tu phước cúng dường, bốn nguyền sám hối nghiệp dương tội trần. Yeah. Năm nguyền tùy hỷ công quân, sáu nguyền chỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyền tỉnh Phật ở đời, tám nguyền học Phật từ thời phát sanh, chín nguyền hàng tỉnh chúng sanh, mười nguyền hồi hướng thực lành khắp nơi. Nói chung là tất cả các hạnh đều phải làm thì mới là người hoàn chỉnh, chứ không phải tu là không có làm gì hết. Yeah. Tu là phải làm tất cả các hạnh. Dạ, như vậy là cái nó cũng rõ, rất rõ cái ý rồi. Sư cũng nói đó là rất rõ cái ý rồi. Có nghĩa là cái người tu ở ngoài cái việc mình tu để mình tắt cái pháp, tắt cái đạo, thì trong cái quá trình song song đó thì cái người tu cũng phải có một cái sự gắn kết với lại cái đời. Tại vì nói khi vô cùng mình cũng là ở cái kiếp người mình phát sinh như vậy. Dạ. Đời không đạo đời đoạn khổ, đạo không đời không chỗ giữa nương, nó chúng sanh bởi tình thương, tình đáng tình ái mà bởi nghiệp sầu. Yeah. Phải nói trang hòa, đời với đạo không khác, không hai. Hiểu được cái lý đó thì
cái người tu người ta sẽ nó rất là coi như là dễ dãi thoải mái nó phù hợp. Mà cái người mà chúng sanh người ta được hiểu được cái lý đó đó thì người ta cũng nhìn cái góc độ đạo với đời nó cũng nhẹ nhàng hơn đó. Sư có thể kể một cái câu chuyện nào về cái ngày an lạc hạnh không sư? Ngày an lạc hạnh, ngày tu rồi ngày đắc pháp, có một cái câu chuyện nào mà nó hay về cái sư thầy an lạc hạnh? Chỉ biết là nhà họ lên là hợp tác một ngày trong vòng 2 năm rồi cái người ta thỉnh về đây rồi tôi về đây chứ không có học thêm hàng ngày cho nên không cần. Nhưng mà lúc mà sư thọ pháp của thầy đó làm thọ là và lúc đó là trước đó là sư với thầy là đã đi tu chung lúc nhỏ rồi không? Cái thời gian mà ngày tu ngày đắc quả thì ngày không có ở đây cho nên không cần. Ngày đắc quả rất là về đồng pháp núi sao núi sạch gì đó. Ở đây sư cho con hỏi mình chùa mình đó là ngày xưa là cái vị mà đầu tiên mà về tu ở đây là sư chưa có biết không? Còn cái vị mà khi mà tu mà treo cổ á, mà mất á sư, là cái vị đó là không biết nào luôn. Cũng không biết luôn, không biết là thời gian nào. Không biết thời gian nào luôn. Nhưng mà sau này á là lúc ở đây thì về lúc đó là còn cái hồn của cái thần cũng vậy. Như vậy là mình tu á sư mà mình khi mà mình bỏ cái xác này rồi mà mình vẫn còn bị dương vấn, vậy là có nghĩa là mình tu chưa có đạt không sư? Coi như mình vậy là mình thành ma rồi, cái hồn mình còn vậy là thành ma rồi. Có nghĩa là mình phải bỏ đi những cái vướng mắt, những cái khúc mắc. Nhưng mà mình nói trên này mấy người đừng sự mình giải đi. Mình giải tu cũng đắc pháp, đắc pháp cũng thành xem như là chứng quả thành thánh rồi đó. Nhưng mà khi mà ông chết thì bắt đầu nhập vô con chim. Nhập vô con chim cái ngày cúng 21 ngày về nhà. Về nhà ông đậu tự nhiên bàn thờ, ông thờ chú sư tới bắt đầu nó hót chú sư nghe xong rồi á, bắt đầu là ở đâu ngày sau nó mới đi. Nhưng mà con người nói sao lại ông thành bồ tát rồi mà ông nhập vô cũng chi làm chi. Thì chưa nói là có khi là ông về ông báo cho người ta biết thì thôi, chứ không phải là ông nhập là ông thành con đó. Chỉ nhập đó thôi mà. Như là mình phương tiện để mình báo cho mọi người biết là mình biết ông ta biết là ông kiếm đất vậy đó.